Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vào xem trạng thái tính năng kênh. Thì có rất nhiều các bạn chưa biết cách vào xem khi mà YouTube đã cập nhật phiên bản mới ấy. Thì các bạn hay hỏi không biết là vào chỗ xem trạng thái tính năng kênh cũng như là xem các nguyên tắc cộng đồng vi phạm bản quyền ấy, như ở đây này. Thì mình sẽ hướng dẫn video này cho các bạn cách vào xem. Thì trên điện thoại thì cũng làm tương tự như mình đang hướng dẫn trên máy tính nhé. Thì mình hướng dẫn trên máy tính nhanh như trên điện thoại thì các bạn vào cái ba cái chấm đây, ba chấm đây, bạn yêu cầu trang web cho máy tính là mình làm được. Thì giờ mình vào cái kênh của mình, cái này nó có rất nhiều cách để mà vào cái tính năng đấy. Ví dụ như đang ở đây các bạn ấn luôn vào Studio này nó cũng ra, hoặc là các bạn không muốn các bạn vào kênh của bạn, các bạn ấn vào tùy chỉnh kênh nó cũng ra, ấn vào quản lý video nó cũng ra. Ví dụ mình ấn tùy chỉnh kênh, OK, nó vẫn ra phần đấy, và mình ấn vào quản lý video, nó vẫn ra phần cài đặt đây. Còn các bạn không thích nữa, các bạn vào đây. Nhớ là trên điện thoại các bạn phải vào ba chấm thì nhé, xong nó sẽ có cái dòng ở đây nó ghi là yêu cầu trang web cho máy tính, thì các bạn kích vào yêu cầu trang web máy tính thì sẽ ra giao diện cho kiểu máy tính để mà mình làm nhé. Còn bây giờ mình vào luôn cái phần cài đặt đấy, các bạn vào đây nhé, hoặc là các bạn vào đây đi. OK, vào đây thì ra giao diện này, các bạn nhìn thấy cái hình đánh răng có cài đặt này nhé. Có cài đặt thì các bạn vào chỗ kênh bên dưới này, kênh này nhé. Ở đây thì các bạn chuyển sang cái tab cài đặt nâng cao. Thì các bạn lăn chuột xuống nhé, cầm cái thanh kéo xuống này. Kéo hết đây nó có ba cái mục này, thì các bạn là vào cái mục đầu tiên là quản lý tài khoản YouTube này nhé. Rồi ra giao diện này thì các bạn là vào chỗ một trạng thái và tính năng kênh này nhé. Đó thì ở đây nó sẽ ra cái giao diện mà ngày trước các bạn hay vào bằng cái phiên bản cũ đấy. Nhưng phiên bản này nó mới thì mình phải vào qua mấy bước nó mới ra cái này. Đây là cái giao diện để mình xem toàn bộ các chức năng trong cái kênh của mình. Thì ngày trước giao diện cũ nó có cái thêm một cái nữa là hội viên kênh nó nằm ở đây. Nhưng mà sang cái phiên bản mới này thì nó cắt cái hội viên kênh này đi. Nếu bạn nào muốn bật cái tính năng hội viên kênh thì các bạn vào phần cài đặt trợ giúp ấy, có cái trang trợ giúp của YouTube thì các bạn vào đấy nó có phần để mà cài đặt cái hội viên kênh ấy. Nếu kênh của các bạn mà đủ điều kiện bật kiếm tiền rồi ấy, và số người đăng ký cũng tương đối lớn, cũng như là không vi phạm một cái nguyên tắc bản quyền âm nhạc hay là một cái video nào đó của các bạn không vi phạm gì được. Còn ngoài ra nó cũng có yêu cầu là nếu video các bạn mà có những video mà không đủ yêu cầu nó cũng không cho bật. Còn đây là cái video mình hướng dẫn các bạn vào cái trạng thái tính năng kênh để mà quản lý toàn bộ những cái phần trong này. Ở đây là trên này là những cái cảnh báo bản quyền của cộng đồng cũng như là vi phạm bản quyền của video âm nhạc hay là hình ảnh. Thì trên đây là mình chia sẻ về cách vào trạng thái tính năng kênh như YouTube phiên bản mới. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video mình hữu ích thì đừng quên cho mình xin một lượt đăng ký ủng hộ kênh. Chân thành cảm ơn.